Hai chào bạn, hôm nay shop xe đạp Hưng My xin giới thiệu mẫu Vina Latte. Con này có bánh 24, 26 nha các bạn nha. Công việc con trong video là bánh 24, con trong video là bánh 24 nha các bạn nha. Khung sườn được làm bằng nhôm, có cái gọng bình nước cho các bạn luôn. Tên con xe là Vina Latte. Con này một đĩa 7 lít nha các bạn nha. Một đĩa 7 lít. Con này được Zan đứng ra bảo hành chính hãng nha các bạn nha, được Zan đứng ra bảo hành luôn. Các bạn mua có thể bảo hành tại Zan luôn. Tên con xe, thương hiệu con xe là Vinabike Latte nha các bạn nha. Bây giờ shop sẽ tiến hành quay cận cảnh chi tiết con Vinabike Latte cho các bạn xem. Giá con xe đang được bán với giá là 5 triệu rưỡi. Giá xe đang được bán với giá 5 triệu rưỡi nha các bạn nha. Giá này không có bao ship nha các bạn nha. Vinabike Latte có cái rổ trước nè, rất là xinh xắn. Tay đề là Shimano nè, có chuông theo xe. Vinabike Latte rổ bánh trước có vè thắng gom. Tên con xe là Vinabike Latte, có khóa luôn, nó giống y khuôn như con Momentum Latte của Zan luôn nha các bạn nha, làm giống y xì luôn. Và được Zan đứng ra phân phối bảo hành luôn nha các bạn nha. Tên con xe là Vinabike Latte. Nói chung thiết kế là y chang con Momentum Latte. Giá con này đang được bán với giá 5 triệu rưỡi nha các bạn nha. 5 triệu rưỡi. Có vè, có ba ga sao. Một đĩa và 7 lip, 7 tầng lip. Lip là lip bằng 7, cùi đề lip là Shimano Tuner TZ nha các bạn nha. Về cách đánh giá thì con này á, có nhiều bạn hỏi con này với lại con Momentum Latte con nào ngon hơn. Momentum Latte giá mình bán là 7 triệu 850, giá con này 5 triệu rưỡi nha. Thì con Momentum Latte cái phần rổ á, các bạn thấy nó sẽ thiết kế đẹp hơn nè. Cái phần rổ nó thiết kế nó nằm ở dưới nhìn nó đẹp hơn. Và phần lip khung sườn thì giống nhau, độ chuẩn khung thì đều do Zan đứng ra bảo hành thì chuẩn thì chắc cũng như nhau rồi. Niền á, niền của con Momentum Latte thì nhìn nó cứng cáp vững chãi hơn con này, là cái điểm nhấn thứ nhất. Cái điểm nhấn thứ nhì là cái rổ. Cái điểm nhấn thứ ba là cái cùi đề lip. Cùi đề lip của con Momentum Latte cái lip của con Momentum Latte là lip Shimano, còn này lip thường nha các bạn nha. Đó, nó hơn mấy điểm nhấn đó là hơn 2 triệu, mình thấy cái hơn đó là quá đúng rồi nha các bạn nha. Và cái yên của Momentum Latte nhìn cũng đẹp hơn nhiều, hơn 2 triệu mấy nha các bạn nha. Nhưng mà nếu mà chúng ta ít tiền chơi con này cũng được nha các bạn nha. Con này cũng 5 triệu rưỡi, giá 5 triệu rưỡi nha các bạn nha. Tên con xe là Vinabike Latte, còn kia là Momentum Latte. Nói chung kiểu nó nhái nhái giống giống nhau. Và đường Zan đứng ra phân phối bảo hành nha các bạn nha. Giá con này là 5 triệu rưỡi.